22 phẩm căn giả thiên. Lúc bấy giờ trong hội có thiên nữ tên căn giả thiên rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, lạy sát chân Phật, trệch áo bày vai hữu, quỳ gối phải sát đất, chắp tay thưa Phật: Bạch Thế Tôn, còn có thể làm viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã ba la mật đa, và có thể bảo hộ các cõi Phật mà Đức Thế Tôn đã nói với đại chúng hôm nay. Nói xong, căn giả thiên liền lấy các loại trang nghiêm, nào hoa vàng, hoa bạc, hoa mộc trên đất, và đem một cặp áo trời màu vàng ròng, cung kính chí thành dâng lên Đức Phật. Nhờ thần lực của Phật, những vật cúng dường vọt lên không trung, liền truyền xoay về phía phải, ở trên đỉnh Phật biến thành đài báu. Bốn góc có bốn trụ, trang hoàng đẹp đẽ, rất khả ái. Thế rồi thiên nữ đem đài báu này bình đẳng cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Biết ý chí sâu xa của thiên nữ, Như Lai liền mỉm cười. Thường pháp của chư Phật khi mỉm cười thì có ánh sáng đủ màu sắc từ miệng phát ra. Này Phật cũng như vậy, từ trong miệng phóng ra ánh sáng đủ màu sắc như xanh vàng, đỏ trắng, hồng tía, lục biếc, vân vân, chiếu khắp cả vô lượng vô biên thế giới chư Phật trong mười phương, rồi trở lại tỏa hiện lớn ra nhập vào trong đỉnh của Phật. Thấy vậy, Ananda đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, trịch áo bày vai phải, quỳ gối sát đất, chắp tay thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà ngài mỉm cười như vậy? Phật mỉm cười đều có nguyên do. Bấy giờ Thế Tôn nói với Khánh Hỷ: Thiên nữ này vào đời vị lai sẽ thành Như Lai ứng chánh đẳng giác, nói rộng cho đến Phật Thế Tôn, kiếp tên Tình Dụ, Phật hiệu Kim Hoa. Khánh Hỷ nên biết thiên nữ này là thọ thân nữ cuối cùng, sau khi xả bỏ thân này sẽ thọ thân nam, đến tận đời vị lai không làm thân nữ nữa. Từ đây qua đời, danh trong thế giới Phật bất động Như Lai ứng chánh đẳng giác ở phương Đông rất là an lạc. Ở cõi Phật đó tu hành phạm hạnh, do thiên nữ này ở cõi kia, nên có chữ Kim Hoa, tu hạnh Đại Bồ Tát. Khánh Hỷ nên biết, Bồ Tát Kim Hoa sau khi từ thế giới Phật bất động qua đời, lại sanh vào phương khác. Từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, sanh ra nơi nào cũng không bao giờ lìa Phật, giống như vua truyền luân, từ cung điện báu này đến cung điện báu khác sung sướng thọ lạc cho đến khi qua đời, chân cũng không dính đất. Bồ Tát Kim Hoa cũng vậy, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sanh nơi nào cũng gặp chư Phật, luôn luôn được nghe chánh pháp, tu hành Bồ Tát hạnh. Khi ấy Ananda thầm nghĩ, khi Bồ Tát Kim Hoa thành Phật, cũng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa, chúng đại Bồ Tát ở trong hội của Bồ Tát Kim Hoa có bao nhiêu cũng giống như chúng hội Bồ Tát của Phật hiện nay. Biết tâm niệm của Ananda, Đức Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nghĩ. Khi Bồ Tát Kim Hoa thành Phật, cũng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu cho chúng hội. Chúng đại Bồ Tát trong hội của Bồ Tát Kim Hoa có bao nhiêu cũng giống như chúng hội Bồ Tát của Phật hiện nay. Khánh Hỷ nên biết, khi Bồ Tát Kim Hoa thành Phật, số đệ tử xuất gia rất nhiều không thể nào đếm được, nghĩa là nhiều không thể đếm như trăm ngàn ước vân vân, chỉ có thể nói chung là vô lượng vô biên. Khánh Hỷ nên biết, khi Bồ Tát Kim Hoa thành Phật, quốc độ đó không có những tai họa giống như ta đã giảng nói trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Bấy giờ Khánh Hỷ lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiên nữ này trước đây đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng với vị Phật nào mà nay được gặp Phật để cúng dường cung kính, lại được thọ ký bất thối chuyển? Phật dạy: Khánh Hỷ, thiên nữ này đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trồng các căn lành và phát nguyện hồi hướng với Phật Nhiên Đăng, cho nên nay được gặp ta cung kính cúng dường và liền được thọ ký bất thối chuyển. Khánh Hỷ nên biết, ở nơi Phật Nhiên Đăng thời quá khứ, ta đem năm cảnh hoa sen dâng cúng, phát nguyện hồi hướng vị Phật ấy. Nhiên Đăng Như Lai ứng chánh đẳng giác biết căn cơ của ta đã thành thục và thọ ký cho ta. Đời đương lai ông sẽ thành Phật hiệu là Năng Tịch, thế giới tên Khảm Nhẫn, kiếp hiệu là Hiền. Khi ấy thiên nữ nghe Phật thọ ký Đại Bồ Đề cho ta, hoan hỷ khôn xiết,
đến lấy hoa bằng vàng ròng dâng lên cúng dường Phật và phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng, ta nguyện vào đời tương lai khi bồ tát này thành Phật sẽ thọ ký đại bồ đề cho ta giống như Phật bây giờ. Cho nên ngày nay ta thọ ký cho kim hoa. Bấy giờ nghe Phật nói vậy, khánh hỷ quá vui mừng, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiên nữ này xưa đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, trồng các căn lành, phát nguyện hồi hướng, này đã được thành tục, cho nên Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký cho cô ta. Phật bảo: Khánh hỷ, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, căn lành của cô ta đã thành tục, nên này ta thọ ký.